Người mẹ này mới 27 tuổi, chị là người dân tộc Cơ Tu ở xã A Tinh, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Bé gái 5 tuổi con chị vừa mất do tai nạn giao thông. Sáng 30 tháng 6 năm 2018, chị cùng cha mẹ ruột đi xe máy xuống Đà Nẵng khám bệnh. Do con khóc đòi theo mẹ xuống thành phố, chị đã đưa con theo cùng. Bốn người trong gia đình đi hai xe máy, khi đến trước nhà khách của trường quân sự quân khu 5, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, trên đường Trường Sơn, xe máy của ông bà ngoại chở cháu bé đã va chạm với xe ben do tài xế Nguyễn Hữu Lộc, 39 tuổi, ở Đà Nẵng cầm lái. Cả ba người bị cuốn vào gầm, cháu bé chết tại chỗ. Ông bà ngoại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Chứng kiến cảnh con gái bị xe ben cán trước mặt mình, người mẹ hoảng loạn, chồng chị cũng xuống Đà Nẵng, cả hai choáng ngất dưới nắng nóng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.